Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật Mộ ly Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc là một phong hoa tuyệt đại nữ tử, da trắng như tuyết, xương cốt như ngọc. Mỹ mạo khó có thể dùng từ để miêu tả, khí chất. Mỗi lần thu phục một loại kỳ hoa, khí chất của nàng sẽ thay đổi. Tịnh đế sông liên sinh liên tinh khiết như ngọc không nhiễm bụi trần quanh thân sinh khí khiến người muốn tiếp cận tịnh đế sông liên tử liên quỷ dị tà mị hơi thở thần bí địa ngục mân côi mị hoặc chúng sinh tiên thiên vưu vật hồng liên nghiệp hỏa bá đạo khí thế hoàng kim thông thiên cúc sắc bén khí chất vô kiên bất hối mê huyễn phù dung Hư hư thật thật, số đo. 95, 57, 96 chiều cao. Một M74 thân phận. Mục sinh đệ tử, thiên sư, đạo hiệu. Quỷ diện tiên tử, thiên sư đạo quân, linh căng. Thủy, mộc, thể chất. Thiên cơ miêu tộc huyết mạch, kỳ hoa. Tịnh đế sông liên, mộc, địa ngục mân côi, thổ, mộc, hồng liên nghiệp hỏa, mộc, hỏa, hoàng kim thông thiên cúc, kim, mộc mê huyễn phù dung thủy mộc dị thủy cửu đại tuyệt trận lục hợp di tinh trận có thể truyền tống thời không vị diện điên đảo âm dương trận trắng có thể thành đen đen có thể thành trắng loạn đảo nhân quả tứ linh hiền tài trận phụ trợ nguyên thần trận pháp cửu cung khốn mệnh trận khốn trận hư thực chi gian thất tinh đoạt mệnh trận sát trận mạnh nhất hỗn nguyên tuyệt linh trận linh sủng mèo đen pháp bảo thiên cơ ngọc bội, che giấu huyết mạch thủ trạc, dạ nguyệt liêm, ẩn sát, công pháp. Đại diễn thiên cơ quyết, quỷ điệp khinh vũ bộ, khống thủy thuật, băng cơ ngọc cốt quyết, thiên yêu thánh thể quyết, cực độ ma âm, quy nguyên quyết, đạo lữ, đừng đụng đến lão nương, lão nương ra tay rất ngoan độc. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.